nói chứ con nít cứ nói đấy thôi, nhưng mà thực chất là bây giờ like nhiều như thế này mai lên báo chết dở đi luôn. Con muốn đi đây. Con đi đây à? Chết rồi. À xuống đây này, xuống đây đi. Gốc cây, đứng ở gốc cây đây luôn. Vào trước mắt. Đấy, trước mắt chào Hà Nội đấy. Đấy, chào nhẹ thôi. Rồi, chào nhẹ cái gốc cây đấy. Đấy, chào nhẹ gốc cây đó nhá. Rồi, idol của các bạn đấy. Ôi, xong rồi. Quay đóng cửa mà. Đó, về là chào nhẹ cái gốc cây đấy. Chụp ảnh bây giờ. Thôi, kiểu gì thì chào chụp ảnh. Mưa rồi, thật đấy. Lúc nãy là tự nhiên mình bước ra sân bay cái là sấm 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 chớp luôn mà. Chạy theo à? Cháu chưa kịp tái xong chú. Chạy theo đập xe. Sấm sấm chớp mà. Ui, Nam Tài Tiến Long Kiệt chạy xe một bang xong rồi quần vào lên luôn. Làm xe mình nhá. Sao được xe mình nhá? Nam Tài anh chạy xe một bang xong rồi. Xuống đấy đi. Tái xong rồi. Tái xong rồi. Tái xong rồi. Đi không? Đi không? Đi không? Khi nào về Nghệ An á, 2-3 ngày nữa nha mọi người. 2-3 ngày nữa. Thì ở đây này thì là view cao. Hả? Chủ tiền. À ừ, đang đi đài mà chủ tiền chạy một phát là làm lôi chạy theo luôn mọi người. Nhưng mà hỏi này lúc anh đông người không? Đông người thì xin chụp ảnh luôn không? Xin không? Vui không? Đông người luôn. Đông người luôn, đông người luôn. Đội chú Linh bảo quay ra ngoài có nhiều người thế. Anh ra lên cổng chưa? Này là ông ngại mọi người. Ai ơi quá ngại nhờ. Mệt lắm đây nhưng mà em đang chờ ở ngoài qua ông vui nhá. Ông vui nên là không có mệt. Ê Việt Nam kìa, xe kìa. Chậm chậm đấy. Chuẩn bị mưa rồi đấy. Chuẩn bị mưa rồi. Đấy không Việt Nam. Ông nôn à? Ôi, buồn nôn hay sao ấy? Buồn nôn á? Không phải. Không phải à? À lừa. Ông này làm giật mình. Thằng này à, giờ không ai quản được nữa đâu. Lên máy bay mà nó nghịch lắm. Lên máy bay mà đòi gì? Mở cửa máy bay hả? Mệt, không đùa đâu. Không phải đâu. Không lì, có video đấy kìa. Đây đấy, nói đi. Sao? Đang đỗ ở ngoài cửa vừa qua soát vé xong đang chờ mọi người bên trong chưa ra hết. Giờ lanh lắm rồi. Đây 5 người. Nhưng mà đưa tiền cho cô Lệ đây là cô Lệ mua cái gì cho Lôi đi. Cô muốn mua ăn cái gì này? Thế thì cô Lôi không về Angola nữa, Lôi ở đây thôi. Ôi chết rồi. Không, nếu mà Lôi không về đây, riêng thằng này mà không về Angola ấy, trong vòng 3-4 tháng tới ấy, là 10 ông Việt Nam bị bắt. Mười ông Việt Nam bị bắt. Đi ký hết mà. Người ký hết cả người mà. Là bây có đồng ý là thằng này về, thằng này xong qua lại không? Thì thay nhau vô ký. Thay nhau vô ký. Nếu mà Lôi không về Việt Nam nữa là bị 10 ông Việt Nam bị bắt. Bị bắt và gác tội buôn bán trẻ em. Lôi bảo là đây là cô gì? Người yêu của chủ tiến. Thì không phải người yêu của chủ tiến đâu. Đấy, biết cái gì đó không? Đưa ra xem nào. Đây, nhóm đi được nhá, đây là nhảy luôn tay nghe máy bay mà. Cái đây của máy bay đó. À, ra ngoài sân vé. Lần sau không đi máy bay. Không sao đi theo em nhá. Vấn đề gì đâu, cầm chơi vui vui mà. Rồi, đây là cô Lộc. Chơi đủ, chơi đủ bốn xe đi nhá. Vương ơi, lần đầu tiên gặp mà. Vương ơi, Vương đang ở đâu? Vương ơi đang ở đâu? Đấy, mọi người thấy chưa? Vương ơi đang ở đâu? Căng phết đấy mọi người nhá. Lôi bây giờ lên tầm cao mới rồi. Bảo là cô này cô Lộc bảo cô này là không người yêu em Tiến, người yêu Tiến. Lần đầu tiên gặp không nhưng mà không phải người yêu chủ tiền đâu nha. Đây là bà, đây là cô Lộc
bàn của cô nó cứ nói ngay ngay tí chồng cô xem được ngày mai yêu thật chồng cô tận chú rồi cho chủ tiền nghe đi lôi mọi bây giờ mà nghe lôi mọi người lên nghe tầm 40% thôi mọi người chỉ nghe 10% hoặc là 4% gì thôi chứ nói thật chứ bây giờ là lôi lên một tầm cao mới rồi. Đó nhưng mà cũng do các chú mà ra cả. Ok, chú Linh thay mặt lôi xin lỗi mọi người. Ừ. Cũng học theo tính của các chú cả. Đấy. Nhảy đồ này các kiểu cũng nhảy đồ đấy. Đây, nó tự nhảy đấy. Không phải anh đâu. Không, cái đấy ai giống cầm mình to, mình to này mình không. Cái này thì lấy cũng không sao nhưng mà lấy có dắt lên máy bay thôi. Cái này chỉ dắt được lên máy bay thôi. Vui đẹp nhá. Thế nói bố mua máy bay đi mà dùng cái đấy. Quay đi, 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 thì ai nói trắng đâu lôi nha lôi nha lôi cô lại đen nhưng mà lòng này trắng em cài mà cô lộc nha lôi không thể giống nhau à không thể giống nhau à không nhớ đâu không nhớ đâu không thể giống à, giống mà em đi đen lai lộc khác thế bây giờ ngoài đời thầy ngoài đời khác thế thì chả gì là nó nói đúng rồi à, ý là đen lai filter nhiều ra thì nó ai trên lại ơ không được gặp trên lại rồi đâu mà không em được gặp chủ linh mà em chủ linh mà em chủ linh em có lệ mà em chủ linh phải có lệ mà chủ linh có chưa lệ gặp đâu chứ đó không biết đâu làm sao biết được không nhớ đâu nhớ đâu không nhớ đã bảo rồi mời một bữa ăn thì không nhớ đâu thằng này nó phải cho ăn liên tục hiểu không đây như quê anh Trang là cứ bánh cho nó liên tục luôn là chị ạ hôm qua đưa đua Mohachi qua bán sập kho luôn nhảy kho luôn căn chiều luôn bây giờ trên giỏ hàng anh Linh cũng không đặt được đâu thế mai nhá mai la nhá mai cũng chưa có thôi tắt cho nhá các bạn ơi rảnh view ngày mai nữa chứ thôi nói chơi like đi like ở phía khu vực này thôi đừng có đi đâu cả nhá tại vì cái content của mình đang dài lắm lôi đang xem đấy đấy đông lắm đông lắm 50 người xem đã ra đi cô giáo ơi dạ cô giáo ơi hay nhở đây đây để cô cởi để cô cởi cho cái điện thoại của ai điện thoại cô Lệ không phải chú Nam à điện thoại à chú Nam kia chán chú Nam bấm này bấm mấy chú bấm định gọi à bấm này không gọi được đâu không gọi được đâu không gọi được đâu cái gì ơ thế chú Lan bảo cô giáo ngu thật à ồ dạ ồ cô giáo bảo chú Lan bảo cô giáo Gặp Hôm nay nha Lôi nha đi ra chỗ khác em đang đi ở đâu chú em đi về Việt Nam rồi đang đi về chú Quý đây này thấy không nhìn nè cô giáo này nó bảo cô giáo chán tật này cô bảo đâu mày mày thằng này đi đâu nhá chào ai chào ai năm lừa lừa chào Lôi không chào ai à Lôi chào chú Quý chào chú Quý chú Quý đang đi ở Việt Nam chú là bố chú là bố vừa bố hôm nay là chú rồi chú cháu nào vừa bố mà chào bố chào bố Hằng bố nào bố Hoan bố Hoan chào bố Hằng bố đi bố Hoan Hoan chào bố Hằng Hằng à được chưa Hoan đó là chú đi ra cho hỏi xem lối đi về chưa à đúng không đi Dạ. Linh đi rồi mà. Chú Linh đi rồi. Đây gặp chú Linh phải đâu chứ. Chú Linh đi rồi. Rồi đi rồi chưa? Chú Linh ơi. Chú hỏi em. Biết đấy à? Không cần mày đi theo chú Linh nữa. Là. Có lẽ có mua trà sữa cho uống rồi. Chúng ta có trà sữa này. Sữa. Leo leo. Không. Cái này mới nhìn nè. Cái này nhìn nè. Ai cho đây? Còn lôi lôi leo. Còn lôi lôi leo. Lôi nha, đi ra đi. Đừng có ngồi gần cô giáo. Không nhớ. Không vâng. Leo. Lôi lôi cho. Ăn tuổi nó rất dài luôn nha.
mấy chị xin chụp ảnh với là bảo lôi bê dù, lôi không bê không dù bê đâu. Đâu không bê dù là người, gì người lạ không, người lạ không thơm đâu, người lạ sao lại người lạ không thơm, tao cô xinh để mà cô xinh cũng không thơm. Bê dù nào, bê dù nào.